sáng luôn, như là mô tô. Đây cái đồ năm này chạy thời gian lâu rồi, bây giờ là nó lết luôn rồi, không có chạy nữa. Giờ nó yếu hơn cái xe 50 nữa, đúng không? Cái xe luôn. Cái xe là bị hư rồi. Chạy tới nó cũng hơn 120 mấy ngàn cây. Đủ tiền. Đủ tiền. Cái nồi nằm đây, sau khi mình mở cái nồi ra thì nồi nó kêu nè. Máy thì cái xe nó chạy trăm mấy ngàn cây rồi, muốn banh rồi, nó yếu xìu luôn á. Mình có chạy thử cho anh em coi đó, nó lết luôn một. Thường cái nó còn nằm ở cái nồi nó im lắm, mà này nó kêu rồi. Thì anh sẽ rớt đầu lòng ra làm lại ha, chạy quá nhiều rồi. Xe này là mua mới chạy tới bây giờ luôn. Đây, sau khi mình rớt cái đầu lòng chiếc Novo 5 này ra thì cái nồi nó thấy không, nó chạy tới đây là đứng ha. Nếu mình làm nồi nó sẽ mở tua đây luôn. Rồi cái bít tông bạc nè, nó hở luôn. Đồng khói quá chừng rồi. Spot nó hư luôn. Chạy nhiều quá, 120 mấy ngàn cây. Đó, giờ quá ha. Cái xăng bồ là đen thui luôn. Đây mình kiểm tra bạc. Đây, 100 mấy ngàn cây là nó như thế nào. Đây, như là hở bạc rồi nha anh em. À, chủ xe nó ăn nhớp á, nó là hơi trắng. À, hở bạc rồi không? Rồi. Cái dân đầu dên này nó hơi bị tuôn nhẹ nè, nó phải làm răng lại rồi. Cái này cái Novo với Luviat rồi, nói chung là Yamaha nó hay bị lắm. Giòn ốc nó mỏng lắm. Mình thay ốc nó dày hơn nữa, nó sẽ ngon hơn. Rồi, ok. Đây, Luviat Center Copy. Làm đầy đủ hết nha. Đây, chiếc Novo 5. Cái xe này mình rớt đầu lòng hết. Cái nồi làm lại hết. Cái hỏng xăng nó dơ, quá dơ rồi. Đó, đen thui thùi lùi luôn. Giờ mình sẽ vệ sinh này rồi xúc bét rồi làm sạch sẽ hết, làm nồi, làm bít tông bạc, xúc bắp đầu lòng hết luôn. Tức là bảo trì lại nguyên cục máy á để cho nó ngon. Ha, à, xong rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Nồi kêu quá. Đây là 300 mi nữa nè. Radio. 300 mi. Ẹt rồi mình có làm hết nha. Đây, sau khi chiếc Novo 5 thì mình thay cái lồng bê tông bạc mới, cái số bọc mới, rồi làm full nồi mở tua. Đó, mình vớt bẻ độ theo cái bài mình, cái dây rô nó mở lên đây luôn, còn nãy zin á thường nó nằm ở đây thôi. Bài gắn bi toàn chuông làm bố rồi so hồng xăng kim phun là làm sạch sẽ hết nha anh em. Đây, làm nó sạch hết cho nó ngọt ngào. Đây, cái đầu có làm xúc bắp nè, ốc xăng bô sạch sẽ hết. Đây, hai cái lọc gió đồ chơi luôn, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, xe nó đi nhẹ bốc với nó ít thâu xăng hơn.
thì cái bê tông bạc cũ của nó nè, nó chạy trăm mấy ngàn cây nó hư cái lồng luôn rồi. Mình để thay cái lồng mới ha. Đó. Thay lồng bê tông bạc hẳn luôn. Là cái bạc mới đó nè. Đó, giờ nó rất là khít, nó không có bị hở. Đó anh em nhìn nha. Hồi nãy trước khi mở ra mình có quay cho anh em xem đó. Nó bóp hơi chạy nó không hao nhớ, nó trơn tru hơn thôi. Đó. Rồi mình thay cái khóa số bắp, cái loại mình xài 2 nút luôn. Có cái lò xo này nó để nó giữ nhớt, nó chạy xe nó không có bị ăn nhớt ha. Rồi ok, rồi mình đám cho xong hết rồi, mình ôm máy mình test chạy thử cho anh em coi. Xe này chạy quá dữ rồi. Ở đây chiếc Novel 5 thì xe này mình làm lại đầu lòng, máy, nồi, rồi làm điện, bộ xăng kim phun rồi làm hết luôn. Đó mình test là nó lên cho anh em xem nha. Dặn là nó khoát hết luôn, nó mở tua cái nồi nó im hơn. Cái nồi zin mở thì nó tới đây thôi, làm xong nó lên tới đây luôn. Xe này mình nổ máy rào đai hết rồi, xong mình mới test. Bây giờ mình gắn lắp nồi vô, mình ra mình chạy thử cho anh em coi hết. Okay. Sáng nguyên vùng trời luôn. Rồi rất là im máy, nhẹ nhàng. Máy móc mình làm canh chỉnh hết. Em yêu cầu là mình nha. Đây, tiếp tục công việc cho anh em nha. 350 bài. Bom nào là 5. Chiếc xe dọn.